tuyển học bạ là phương thức xét tuyển thông minh được các trường đại học trên thế giới áp dụng rộng rãi và đang là xu hướng lựa chọn của nhiều thí sinh có kết quả học tập tốt đăng ký vào các trường đại học tại Việt Nam. Phương thức này giúp thí sinh giảm áp lực thi cử, chủ động lựa chọn tổ hợp xét tuyển tốt nhất để gia tăng cơ hội trúng tuyển vào ngành và trường đại học yêu thích. Đầu tiên là về tiêu chí xét tuyển. Mỗi trường sẽ có tiêu chí xét tuyển học bạ khác nhau. Có trường xét điểm của cả 3 năm trung học phổ thông, còn một số trường chỉ xét điểm học bạ lớp 12 với tổng điểm trung bình 3 môn xét tuyển từ 18 điểm trở lên như Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Hutech, Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh UEF. Thí sinh cần tham khảo thông tin thật kỹ trên website từng trường. Thứ hai là về chỉ tiêu xét tuyển, dao động từ 30 đến 50% tùy theo trường. Đặc biệt tại Hutech, chỉ tiêu xét tuyển học bạ chỉ có 15%. Nên thí sinh cần tăng cơ hội trúng tuyển đại học ngay từ những đợt xét tuyển đầu tiên. Thứ ba là về hồ sơ xét tuyển. Thông thường ngoài học bạ, thí sinh cần nộp thêm hai loại giấy tờ khác. Ví dụ, để hoàn thiện hồ sơ xét tuyển học bạ tại Hutech, bạn cần phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Hutech, bản photo công chứng học bạ, bản photo công chứng bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tạm thời. Và lưu ý thứ tư là về thời gian nhận hồ sơ. Hầu hết thời gian nhận hồ sơ ở các trường đều chia thành nhiều đợt. Đợt đầu tiên thường sớm hơn kỳ thi trung học phổ thông, chẳng hạn Đại học Hutech và Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh nhận đăng ký xét tuyển học bạ. Đợt 1 từ ngày 2 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6, đợt 2 từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 10 tháng 7. Các đợt nhận hồ sơ tiếp theo sẽ phụ thuộc vào chỉ tiêu còn lại của từng trường. Thời gian xét tuyển đại học đã cận kề, chúc các bạn thí sinh tìm hiểu thông tin thật kỹ và nắm bắt cơ hội vàng bước vào giảng đường đại học ngay từ hôm nay.